quý khán giả trong kênh YouTube Út Tròn, hôm nay mình dự cái lễ nhập quan Lữ Thị Bé Sáu đã trừ trần vào lúc 21 giờ 40 phút ngày 25 tháng 11 âm lịch năm Tân Sửu, hưởng thọ được 61 tuổi, tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, quê quán ấp Khánh Thạnh, xã Khánh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Lễ an táng vào lúc 14 giờ ngày 27 tháng 11 âm lịch tại đất nhà. Quý vị xem video này xin vui lòng cho mình một cái đăng ký, xin cảm ơn. Chị bưng bưng cơm xuống đổ bỏ giùm em. Giờ lấy nãy trước rồi em chặt bỏ luôn. Chặt được hả? Chặt bỏ. Chặt bầm bầm. Không, con cháu giở mặt nhìn 5-10 phút gì đặng người tặng không thấy mặt tặng trước trước 8 giờ đúng 8 giờ không? Vô mũ đúng 8 giờ ginh để vô á. À. Để cho anh Ben nó lại.
Này con cháu mà ai chưa có thấy mặt hay gì đó, giờ mình bắt chưa bắt lên YouTube tròn á, có quay clip đưa lên. Bye.
Nam Mô Đà Phật. Xa xa lại lại đứng xa xa. Lại lại luôn, lại hay lại. Thank you.
Thank you.
Thank you.